Ngày của mình là có người bắt rồi nha mọi người, nên là anh em nào bắt á thì đặt cọc mấy ổ sao nha. Ổ sao của mình thì cũng có hai người đặt luôn rồi, nên là anh em nếu mà muốn bắt á thì đặt cọc chịu khó chờ từ từ ha. Đúng á, là mình bán hồi bữa lúc mà mình mới quay video là mình bán rồi, nhưng mà nhờ mình nuôi giùm cho nên mình mới nuôi giùm, nên là mình mới có thời gian để mình quay, chứ không phải là mình bắt mình quay mình nó câu like câu view nha mọi người. Thật sự chim của mình mà sợ gì mà câu like câu view, mọi người muốn có thì khi nào mà chim con đẻ ra mình có mình quay tiếp thôi, chứ đâu có gì đâu phải sợ. Còn câu hay không thì anh em muốn biết thì tự nhận định xem, chứ mình cũng không có thời gian mà để mình ngồi mình đôi con mà giải thích với tất cả mọi người. Thì bữa nay nữa tôi nó được 9 ngày tuổi rồi. Người thấy 9 ngày mà nó ghê. Người cho ăn sáng đêm từng ban ngày ban đêm rồi suốt thì nó ra nhanh lớn lắm. Bây giờ thì tụi nó bắt đầu nó kỉ những cái cọng lông ống ở trong cái lông của nó, mọi người nó sẽ loại bỏ hết những cái phần sơ đó mọi người thấy không. Cho nên thời gian này là tụi nó hoạt động rất là nhiều, và cái thức ăn của tụi nó mọi người nó cũng sẽ tăng lên, nhưng mà phân của tụi nó đi là lúc này nó sẽ bớt cái bọc trứng lại mọi người, chứ không phải như mấy lần trước ha. Giờ tụi nó vận động nhiều thì thức ăn sẽ tiêu nhiều hơn, và nó không có còn tồn dư như mà lúc nhỏ. Mà lúc nhỏ nó ăn chỉ nằm đổ, nó sẽ ị ra nguyên một cục, nguyên cái bùi nhiều không qua như qua mình quay á mọi người. Còn bây giờ thì tụi nó sẽ ị ra cục phân của nó, là nó sẽ bớt cái phần trắng nó đi lại, và phần đen nó sẽ ra nhiều hơn. Có thể là phần đen đó mọi người nó sẽ bể ra luôn. Đó, cho nên là cái lúc này là cái phần của nó khó gấp hơn lúc nhỏ nữa. Mặc dù đồ ăn như thế này á, nhưng mà mình chẳng không cho ăn luôn rồi. Thì cứ khoảng nửa tiếng thì mình cho ăn 5 con đổ lại thôi mọi người, mình cho ăn nhiều quá. Nên em cho ăn nhiều cũng được, ăn nhiều thì hồi nó ị cái phân nhiều cũng vậy à. Nhưng mà nó lại không có tiêu hết, phí lắm mọi người. Đặc biệt một cái là nó sẽ không có tự ị đâu mọi người, khi mà mình cho nó ăn trong khoảng thời gian ngưng nó ăn xong rồi sẽ nó bất động ị. Có những con thì mình đúc cho nó căng nhiều nó mới ị. Thì anh em không tin thì anh em nào mà nuôi chim con anh em sẽ biết. Chỉ có riêng cái dòng cu gái thôi mọi người, cu gái thì nó anh em đúc á, thì do cái mồi của nó mình cho ăn á, là thường là sẽ mồi pha loãng rồi, và chim nó không có kiểu ị phân, nó không có giống như lại những con thú huy hay là họ mi chà than chà lửa hay chấp màu gì đó, là sẽ có những cái bọc diều trứng ra. Còn cu đắt hay là cu gái, nói chung tất cả dòng cu á thì nó sẽ ra luôn cái viên phân giống như chim cu lớn mọi người, nó không có ra cái bọc diều. Thì nên mỗi dòng nó sẽ mỗi khác nhau. Còn cái dòng chim săn á thì mình không biết, tại vì mình không có nuôi nên là mình chưa biết chim non nó đi phân ra như thế nào mọi người. Tụi nó thì nó đứng đứng lên nhảy ổ được ha,
Thì cái này mình nuôi khoảng ngày mai nữa là mọi người sẽ thấy cái lông đầu trên nó nè mọi người. Nó sẽ ra hết cho mọi người xem. Như con này nè mọi người thấy không? Nó ra muốn gần hết rồi nè. Đó. Con út nè mọi người, con út đây nè. Con út nó ra nè. Mọi người thấy không? Nó đã búng nhổ ra hết rồi. Con này con thứ hai. Đó mọi người thấy không? Nó đứng nó nhóm giò nó. Họ sợ tất cả những dòng chim mình từ đó tới giờ thì cái tổ này là cái tổ đẹp nhất. Thật sự mà nói luôn mọi người. Mình chơi mình nuôi chim nhà của mình ra thì mình biết thì mình cũng biết nó như thế nào nhưng mà thật sự nó là cái ổ này là ổ đẹp nhất. Tại những con chim con nó giống chim cha nó nhiều hơn mọi người. Và màu lông của nó cũng tên thì anh em có thể là so tất cả video của mình trước với lại sau như thế này. Nó rất là đẹp màu nó với lại cái chân của nó đa số thường á thì chó giống cha gà giống mẹ mọi người thì con thường những con chim sẽ mang gen của mẹ nhiều hơn cho nên là những cái ổ trước của mình đó, mọi người, nó đa số đa phần là giống con chim mẹ và chân của tụi nó là nó sẽ đen nhiều hơn là cái phần trắng mọi người nhưng mà cái ổ này nó lại trắng với lại cái màu lông nó giống y chang chim bố nó là nó chưa trắng người ngực đồ nó đều hết nó đều văng hết luôn mọi người chứ nó không có như là xám xám mà nói chung là ngực lưng là 10-10 luôn chứ không có kiểu 9-10 như mấy cái kia nha mọi người. Mấy kia còn xem 90 là anh em phải chăm lông thời gian nữa phải khoai mùa lông nữa là chim nó mới lên đều còn cái này thì nó được văng hết luôn đây nè mọi người thấy không mọi người nhìn có thể nhìn con này với lại cái lưng của con kia mọi người ha nó là đều như nhau thì mặc dù mình quay cái bên này đó là nó ngược sáng này không mọi người thấy không nhưng mà cái lưng con kia là ở ngoài sáng đó mọi người thấy ha. Thôi chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Chứ ngồi quay tụi nó ngó không mình nghĩ là chắc nhiều người cũng sẽ chán. Chỉ có ví dụ mà anh em ngồi cào cầm nó chơi với nó thì mai ra anh em mới có hứng thú mà ngồi chơi. Chứ còn mà quay mà xem video mà ngồi nghe mình nói thật sự mà nó nhiều lúc cũng rất là chán. Giống như mình đi xem mấy cái video clip ở trên YouTube á, ở bên của mấy người bên Malai á mọi người. Thì mình lại rất là thích xem ở bên họ tại vì hiện tại ở bên đó có một cái là một cái AV đó mình thấy hình như là nó hơn 1.000 mét vuông thì cái AV đó mình ngày nào cũng đón xem cái video đó mọi người mọi người có thể xem cái video đó mình xem từ cái lúc mà nó họ khởi móng họ làm lần đầu cho đến hiện tại bây giờ là nó đã hoàn thiện rồi giờ họ đang chuẩn bị họ thả chim với lại thả đồ luôn đó mọi người có thể lên xem mình không nhớ tên kênh tại tên kênh đó nó cũng khá là dài chứ không có ngắn mà. Thường thì mặc dù mình không hiểu tiếng của họ nhưng mà mình chỉ xem là cách họ làm họ như thế nào không rồi cái khung cái sườn họ thì sau này mình có thể là mình vận dụng vô để mình làm của mình thì sợ mà nó họ làm có nhiều cái cũng hay lắm rồi những cái cách mà họ chăm chim rồi họ nuôi chim sinh sản á và những cái vi của họ cũng khác lại với lại bên mình nhiều lắm rồi thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây ha chào tạm biệt tất cả mọi người nha.